đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn xe tải chở đá lật nghiêng vào nhà dân. Hình ảnh trong clip cho thấy, người phụ nữ đang chăm chú dùng máy may thì phát hiện sự cố bất ngờ. Chiếc xe tải nhanh chóng đổ ngược vào cửa hàng, đá tảng trên xe ăn xuống khiến người phụ nữ vô cùng hoang mang. Nạn nhân không có lối thoát, bị dồn mạnh vào tường. Cận cảnh xe tải chở đá đổ sập vào nhà dân, người phụ nữ không kịp chạy thoát. Góc quay khác của vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h17 tại khu vực ngã ba Săn Lẻ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Tài xế cho xe tải chở đá đi lùi nhưng thiếu quan sát. Chiếc xe làm sập mương nước bằng bê tông bên đường rồi lật nghiêng, đá trên xe đổ xuống làm sập một phần nhà dân. Vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông 148 cùng công an huyện Quỳ Hợp điều tra.